Hello, công ty thiết bị điện tử nghe nhìn XO, hotline 0879 801999. Hôm nay xin giới thiệu cho các bạn một mẫu máy dò CX007. Đấy. Thì đây, trên đây mình đang là một mẫu máy dò CX007 bản mới nhất, cao cấp nhất. Và đây sẽ là hàng chuyên dò sóng định vị nghe lén các bạn nhé. Hàng chuyên luôn. Đó. Tiếp tục mình sẽ mở ra này. Đấy. Khi mở ra thì trên tay mình đang là một chiếc máy dò sóng định vị nghe lén CX007. Đấy. Ngoại hình đây. Đấy. Anten đây các bạn nhé. Ở đây sẽ là anten này. Tên của nó sẽ là CX007. Gồm đây là sẽ hồng ngoại này. Đây, xem cho bạn xem mặt sau này. Đó. Hồng ngoại sẽ gồm 6 tia hồng ngoại nhá, để hỗ trợ bạn tìm mắt camera. Đấy. Bên trên của nó sẽ là đèn led này. Đấy. Đây có lẽ sẽ led 1, led 2. Đấy. Led 1 khi các bạn bật lên ấy thì nó sẽ là bên trên, bên hai là hồng ngoại các bạn nhá. Đấy. Dưới sẽ là mức độ sóng này. Đấy. Còn một cái cả ở đây còn có đồng hồ các bạn nhá. Đấy. Đồng hồ để các bạn xem giờ luôn. Đó. Bên sườn của nó sẽ bao gồm là một chân tai nghe này, một nút chỉnh sóng này, một công tắc tắt bật và một chân sạc các bạn nhá. Đấy. Thiết bị của mình thì có sử dụng pin nên là vẫn có chân sạc bình thường. Đấy. Phụ kiện kèm theo nó sẽ bao gồm là một dây sạc này, một dây tai nghe đấy. Đây sẽ là phụ kiện đầy đủ khi các bạn nhận hàng tại cửa nhà mình các bạn nhá. Đấy, đầy đủ các món đấy, các bạn để ý để sau các bạn nhận hàng các bạn còn kiểm tra đủ hàng các bạn nhá. Đấy, còn đây phần bên cạnh của nó sẽ là một chiếc định vị nghe lén. Đấy, đây sẽ là một chiếc định vị nghe lén để mình sẽ test sản phẩm cho bạn. Đó, do chuyên mục của mình là giới thiệu cho bạn về cái sản phẩm mẫu máy dò định vị nghe lén thôi. Đó, nên là mình cũng chuẩn bị luôn một sản phẩm test, đó chính là một chiếc định vị nghe lén không dây. Ở đây thì mình sẽ mở ra này. Đó. Đây sẽ là một chiếc định vị nghe lén không dây các bạn nhá. Đó, con này sẽ tên là X2. Đấy. Một chiếc định vị siêu nhỏ, siêu mỏng. Đấy. Cái này thì khi mà các bạn mà người khác mà cố tình gắn lên người các bạn thì sẽ không thể nào phát hiện được. Đấy. Đó. Thì tiếp tục thì mình chuyên mục chính của mình đó chính là giới thiệu về chiếc máy dò này. Đấy, chiếc máy dò của nhà mình thì nó chỉ có một tính năng, đó chính là dò định vị nghe lén. Đấy. Và khi dò sóng định vị nghe lén là cực kỳ chuẩn. Đấy, máy sẽ là máy chuyên dò định vị nghe lén nhá. Đấy. Cách sử dụng thì cũng rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần bật máy là dò. Đấy. Thường khách hàng nhà mình ấy sử dụng chiếc máy dò này trong các mục đích như là các bạn mới mua xe ô tô cũ hoặc là xe máy cũ. Đấy. Các bạn đang nghi ngờ mình bị gắn một thiết bị định vị nghe lén nào đó ở bên trong xe. Đấy. Thì các bạn có thể sử dụng chiếc máy dò này nhá. Đó. Khi bạn sử dụng chiếc máy dò này thì toàn bộ các định vị nghe lén không dây này, các hoặc là dấu kín đó, thì các bạn đều có thể phát hiện và bắt được hết các bạn nhá. Phát hoặc là các bạn lấy ra được. Cũng như ấy là khi các bạn các sếp hay đi công tác xa ấy, đấy, các sếp ở hay ở nhà nghỉ hoặc là khách sạn ấy, đấy, và thường ấy là các sếp lộ trình của các sếp là thường nếu mà không vấn đề gì ấy thì không sao, nhưng mà có vấn đề gì ấy là thường sẽ bị gắn thiết bị định vị nghe lén đấy, ở trong cái nhà nghỉ đấy, đấy, hoặc là trong túi sách của các bạn hoặc là trên người của các bạn đấy. Thì các bạn có thể sử dụng chiếc máy dò sóng định vị nghe lén CX07 nhà mình. Đó. Thì khi mà các bạn sử dụng ấy, thì các bạn sẽ an tâm trong công tác của mình là sẽ không có ai có thể là định vị hoặc là nghe lén được cái cuộc trò chuyện của các bạn. Đấy. Đặc biệt hơn ấy, là các bạn phải an tâm đó, bảo toàn tính mạng. Nhiều khi có những tên sát thủ muốn đi tìm các bạn ấy, tìm các sếp đấy, và nó đã gắn lên người định vị nghe lén rồi thì các bạn không thể nào chạy được. Còn trong trường hợp mà các bạn đã sử dụng định vị trước máy dò của mình rồi đấy, thì toàn bộ các sóng định vị nghe lén đấy nhá, các mẫu định vị nghe lén đấy đều bị loại bỏ đấy, tại vì các bạn đã biết được là vị trí đâu, bạn chỉ cần lấy ra và vứt đi đấy, không ai còn đi để định vị và nghe lén được các bạn nhá. Đấy. Rồi thì bạn nào có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm, các bạn liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0879 801999 để mình có thể hỗ trợ tư vấn chi tiết hơn cho bạn. Đấy. Và bây giờ thì mình sẽ vào hướng dẫn sử dụng cho bạn. Đấy. Đầu tiên thì mình sẽ bỏ chiếc định vị nghe lén không dây của mình ra ngoài nhá. Đấy. Là mình sẽ bật máy lên này. Đấy. Đầu tiên để bật được máy lên thì các bạn chỉ gạt công tắc. Đấy. Khi gạt công tắc đây thì lập tức máy khi không có sóng định vị nghe lén ấy nó sẽ như này.
Đấy, còn trong trường hợp mình để sóng bị ném vào đây nhá. Đấy, các bạn nghe thấy không? Đấy, các bạn thấy không? Cực kỳ chuẩn luôn các bạn nhá. Đấy, khi mình để cái thiết bị định vị nghe lén ở gần đây ấy. Đó, ở gần những cái giò mình nhấn cơm lên và cái đèn này nó sẽ nhấp nháy liên tục rồi. Đấy, còn trong trường hợp bỏ ra nhá. Mất đèn luôn. Đấy. Siêu siêu nhạy luôn các bạn nhá. Siêu siêu nhạy luôn. Đấy. Và cái tần xuất giò của nó thì trong vòng phạm vi từ 30 đến 40 cm thôi. Đấy. Càng gần thì cái đèn nó báo càng xa, càng lớn. Đây là tín hiệu của nó này, đèn báo tín hiệu các bạn nhá. Là càng gần với vị trí máy giò của bạn. À, cũng như đây. Đó mình đang gần này. Đấy, thấy không? Cực kỳ là to luôn các bạn nhá. Đấy, thấy không? Ok chưa? Đấy, chiếc máy giò mình là cực kỳ chuẩn, siêu chuẩn luôn nhá. Đấy. Siêu siêu nhạy luôn các bạn thấy không? Đó, chỉ cần bất kỳ các cái thiết bị định vị nghe lén nào mà xung quanh bạn ấy là lập tức nó sẽ báo cho bạn. Đấy. Khi báo thì các bạn biết đấy, cái tần suất báo của nó các bạn thể hiểu rõ được. Đấy. Nó cách khác ấy là khi bạn mà sử dụng chiếc máy giò CX007 nhà mình ấy, không khác gì một chiếc máy giò vàng của bạn nhá. Đấy. Thì cái công dụng nó cũng như vậy thôi. Đó. Các bạn chỉ cần bạn đưa con quẹt một loạt đó. Đó. Ví dụ như đây là một chiếc định vị nghe lén này. Đấy. Đó, đây là một cái ô tô này. Đấy. Các bạn chỉ cần quẹt qua ô tô này nó sẽ phát hiện được cái định vị nghe lén này các bạn nhá. Đấy. Siêu chuẩn luôn. Đó. Máy thì là máy chuyên dò định vị nghe lén rồi, nên là chất lượng khỏi bàn các bạn nhá. Đấy. Và các bạn cũng lưu ý cho mình, tất cả sản phẩm nhà mình đều không bán hàng tại Lazada hoặc Shopee, và mình chỉ bán hàng tại chính kênh YouTube và bán hàng tại Zalo thôi các bạn nhá. Đó. Chứ mình không bán hàng qua Lazada hoặc bất kỳ các áp khác các bạn nhé. Đấy. Tất cả các hình thức mua bán ở Lazada và Shopee đều là lừa đảo. Đấy. Không có ai chắc không thể làm mà dùng được. Đấy, nó dễ. Tại vì rất là dạo gần đây là rất nhiều các khách hàng mua hàng ở Lazada và Shopee đã gọi điện và phản ánh bên nhà mình là mua của mình. Đấy. Mua của mình xong rồi bảo là tại sao mua không dùng được, và mình nói thẳng luôn anh mua hàng ở đâu. Đấy. Các khách hàng đều nói là ở Lazada và Shopee, bảo thì mình mới có bảo là em bán hàng trực tiếp tại cửa hàng tại Hà Nội Sài Gòn, và đặc biệt hơn khi bán online thì em sẽ tất cả là sẽ vào trong Zalo hoặc là bán trên kênh YouTube của em, chứ em không bán hàng Lazada Shopee. Đó thì tất cả khách hàng đều xin lỗi, và cũng đồng thời là rất nhiều khách hàng đã quay trở lại mua hàng nhà mình và dùng rất là tốt. Đấy. Đó thì đây, bây giờ là cái video mình cũng nhấn mạnh luôn là hàng nhà mình không bán hàng Lazada Shopee cho các bạn biết, để có thể nhiều khách hàng là nhiều bên Lazada Shopee toàn lấy video của mình sang để giới thiệu cho khách hàng, nên là rất là phức tạp các bạn nhá. Đó, các bạn phòng tránh cho mình. Đó. Rồi. Video hướng dẫn sử dụng và test sản phẩm mình đến đây thôi. Các bạn xem video của mình có điều gì thắc mắc thì có thể bình luận phía dưới bình luận cho mình này, hoặc có thể liên hệ qua Zalo số điện thoại 0879 801999 để mình có thể hỗ trợ tư vấn chi tiết hơn cho các bạn. Bên mình thì có bảo hành sản phẩm là 1 năm, lỗi 1 ở 1 và có ship hàng toàn quốc. Khi các bạn nhận hàng, các bạn được kiểm tra, các bạn test hàng ok đúng như video quảng cáo thì các bạn mình thanh toán, còn không bạn để hoàn hàng cho bên mình mà không mất 1.000 phí nào. Và các bạn cũng nhanh tay đăng ký kênh YouTube của mình để nhận được những ưu đãi đặc biệt nhất tại cửa hàng nhà mình, cũng như sẽ được miễn ship khi ở xa, đặc biệt hơn là khi bạn ở gần thì qua trực tiếp tại cửa hàng nhà mình để tham khảo và thử hàng các bạn nhé. Đó, cửa hàng nhà mình sẵn hàng tại Sài Gòn, Hà Nội và Sài Gòn, các bạn gần đâu qua đấy. Đấy. Video hướng dẫn sử dụng và test sản phẩm của mình đến đây thôi. Giờ xin chào lại các bạn ở những video clip tiếp theo.